Vô đây, vô đây. Sếp. Vô đây, vô đây. Lâm ơi, Lâm ơi, sếp tao lại mày lắm. Trời ơi, mày làm gì tao hết hả mày? Mày côn đồ quá. Cái gì nữa vậy? Tao không phải là côn đồ. Tao là một người đàng hoàng. Ngày hôm nay, tao xuống dưới bếp này, tao sẽ chỗ tài nấu nướng cho thằng đệ của tao. Nhân dịp nó trả tiền cho tao đúng thời hạn. Trời sập. Trời sập. Chú em, chú em. Giờ mày vô mày đeo tập về mày nấu thì tao đi lên. Thôi chứ mày phải có ở đây chứ. Chứ tao một mình đâu có được. Vậy thì mày phải nói là mày vô mày phụ tao. Mày đừng có nói như vậy Lâm ơi. Ngày hôm nay anh sẽ xuống bếp. Anh phụ anh nhân của mày. Rồi nấu cho mày một món. Nhân ngày mày trả tiền cho anh. Trời ơi. Ok. Rồi. Hôm nay mày nấu món gì vậy anh Nhân? Gà nướng bưởi. Gà nướng bưởi hả? Ôi, gà nướng bưởi là ngon nha. Lâm. Dây. Chuyện của mày đó. Trời, 1 phút 30 giây để tôi. Bưởi chắc á. Bưởi hồng da xanh á. Ôi, mệt ghê vậy. Wow. Ồ, tao không ngờ mày luôn á Lâm. Quá mỏi cái tay luôn á, làm nhanh lắm. Mày không làm mày đeo bao tay làm gì tốn bao tay người ta? Để em phụ cái gì được em phụ. Đã nói là để anh. Rồi rồi em đứng một chỗ được chưa? Đứng nhìn anh làm. Ô mở heo. Nửa muỗng cà phê. Cái này mình cắt nhuyễn luôn ha. Mắm đặc lên. Cắt khúc khúc ra để bỏ lên trang trí. Bò lên. Cho anh tí muối. Đây bây giờ nó mới hòa quyện. Cho miếng muối tiêu vô ướp trước. Thôi là quẩy cái muỗng lên đều rồi. Nhân là người, học làm nhân là học làm người. Hiểu rồi. Nên mày phải học anh Nhân. Bây giờ anh Nhân là con người. Ủa chứ tao thú hả? Tao đang dạy thằng em. Mày cứ khói chọt chọt vô ta. Nửa muỗng này, nửa muỗng kia. Sếp lấy cái này đánh lên nè. Thôi này đều rồi bé. Tỏi. Một muỗng cà phê. Để tao cho miếng ớt khô vô cho cay cay. Món này cay lắm ngon. Ơi, Phong nó ăn mà. Ớt khô. Rồi, ít ít thôi. Uống nước không? Lấy nước cho uống. Dạ, à, lên nước rồi uống đi. Trời đó, anh phục vụ mày tận kẽ răng. Rồi uống đi. Cho nửa muỗng cà phê dầu giấm. Rất ít nước tương. Rồi. Mẹ đứng không ăn bưởi đi. Ủa? Sao? Gì? Sao mình không làm nguyên con gà mà ông làm có cái miếng gà không vậy? Biết rồi, lâu. Nướng lẹ, ăn lẹ nó bụng rồi. Vậy hả? Hiểu không? Cái này cắt ra còn tròn tròn á. Đỏ nửa tới giòn xay. Rồi chắc đủ rồi đó, vậy đi. Hãy cùng Huyền My uống Dr. Thanh Không Đường để thanh lọc bên trong tươi tắn bên ngoài lại còn dữ dáng. Ổn Phong? Dạ. Sao buồn buồn vậy? Anh làm đồ ăn cho ông vui à? Không thích hả? Dạ không có. Ừ, có phải nói chuyện lên. Anh em lâu lâu mới có cơ hội gần gũi nhau nói chuyện, chia sẻ. Sao hồi nhỏ đi học có tè dầm với anh Nhân không? Không. À vậy hả? Vậy được. Không. Dạ. Anh hỏi thiệt có thích món của anh nấu không? Dạ, cái món này em thấy nó có cái sự độc đáo riêng của anh á. Ừ. Nên em nghĩ là lát hồi em nếm thử coi như thế nào. Thôi đi, đừng có lấp liếm. Mấy bữa nay ở ngoài ăn cơm bụi rất là ngán phải không? Thấy mấy món là khoái chứ gì. Khoái chết mồm, đặc biệt thử đi nếm thử thôi. Trời. Giá đò. Đổ vô. Ủa đó là nước gì vậy? Nước luộc gà. Ừ. Cái này là nước tương. Nước tương. Bữa giờ đi bụi rồi thấy cuộc đời nó làm sao? Bế tắc hả nữ hoa. Sếp, sếp cứ chọc em hoài. Đâu anh hỏi thiệt. Gài á, nó gài em để em nói mà thấy vui rồi kêu đi nữa đi. Thanh thích đi Suối Tiên đạp dịch. Tao nhớ là đầm sen nó mới có cái dịch để đạp. Đầm sen là có long lưng nguyên phục nha. Em có đi đầm sen nữa. À, trời, đi Suối Tiên không đi đầm sen luôn. Ừ, đi trọn bộ mà. Đi Đại Nam nữa. Không, tụi em đi Đại Thế Giới, hồ bơi á. Nó bị gọi là đói quá xong rồi nó ngủ mê xong nó ảo nó đi phải không? Tao nghĩ như vậy, tao nghĩ vậy. Lấy cái kéo đi. Cứ bình tĩnh. Xóa xóa xíu. Cho nước bưởi vô Lâm. Một muỗng cà phê. Nữa. À, 2 muỗng cà phê. Rồi cho cái kia vô luôn đi Phong. Phong ơi. Phong. Dạ. Cái gì nè, đổ vô. Chế từ từ thôi nha. Lâm lại nhìn coi cái gà chín chưa. Thôi cứ để chậm đi cho nó khét đi chứ không sao đâu. Chứ mới bỏ vô bị khùng. Ồ. Tránh ra. Thơm quá anh Nhân ơi. Đây, chúng ta sẽ mổ xẻ con gà. Cái món này mình sẽ ăn với cái gì vậy, anh Nhân? Cơm, lấy cơm đi. Cơm tấm, anh cơm lấy nước luôn. Cơm. Tôi vẫn không tin đây là món gà luôn á. Nó giống như là một cái tàu hũ hay gì á. Vậy là tôi đã thành công rồi đó.
À, cho ăn thử cái này được không? Được, ăn đi. Cái này sạch không ta? Nó lấy muỗng khác ăn. Ừ, đúng rồi, ăn mới biết là thịt gà thì nó dai. Nhìn hấp dẫn ha. Hay quá ha, nhà hàng người ta trang trí vậy ha nha. Cái này ăn với cơm mới ngon đúng không anh? Trời ơi, thịt gà nó mềm, ơi là mềm luôn á. Nè, nữa nè, vô nè. Viên cái luôn nè, bỏ vô nè. Cảm ơn nha, ngon quá à. Mọi người ơi, hãy subscribe kênh YouTube của Mỹ Nhân và Bếp để đón xem những tập tiếp theo của Sĩ Thanh này, Diệu Nhi, Diệu Ngọc và Sếp Nhân nha.